bác ấy nó sẽ được khoảng 1/9/10 thôi. Sau này khi bác dùng thì nó sẽ xuống tiếp thì nó mới đồng đều được. Còn khi mà về nhà thì bản là sao lệch ít, thế là chuyện bình thường. Không thể được 100% được. Màu vụ. Đánh dán già đấy. Vâng. Cái bộ ghế mình sẽ làm tán, ngoài cái thời gian nó mất số màu. Đây. Tôi là Lê Văn Miễn, tôi là dị chế Tiền Hương Yên. Tôi có đặt một bộ bàn ghế của đại lý Phương Thao. Hôm nay các anh nhân viên của đại lý đã bàn giao cho tôi bộ bàn ghế này, tôi thấy rất là đẹp. Chúc mừng công ty đồ gỗ nội thất cao cấp Phương Thao. Thưa quý vị, đồ gỗ Phương Thao được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất từ những năm 1990 và đến nay đã trải qua quá trình gần 30 năm. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất nội thất phong cách phương Đông và phương Tây, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Phương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muôn cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Phương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.